Chắc mà... Làm gì mất uy tín sao? Không, cái đó mình đã nói trước rồi, bây giờ lấy lý do khác đi. Rồi bây giờ mình là... Thì bây giờ có lấy lý do khác em cũng phải ở đó đến 8 giờ rưỡi đúng không? Nếu trong trường hợp đó là mình rất là điều đình với ảnh rồi đúng không? Thấy anh có việc, anh biết là công việc của anh, nhưng bên này anh phải thông cảm cho bên này. Bên này không được, tôi nói là tôi đã nói với Quỳnh rồi, xuống là không được. Tôi nói rồi mà. Thôi được rồi, bây giờ mình cứ đi xuống đó cái đã. Thôi bây giờ anh chở em đi. Không, em đi với anh Hải lúc nãy. Anh chở em đi, không. Lúc nãy em nói với không, anh gì lúc em nói tôi nói là ảnh hưởng cho Quỳnh với cả cho Hải chứ không có vấn đề gì hết đó, tôi thì nói vậy thôi. Gì đâu ảnh hưởng đó, đấy là tôi là đấy là thiện Quỳnh đúng rồi. Hải tôi không biết nhưng mà đó chẳng hạn như bây giờ xuống cái đó đúng rồi. Tôi với cái kia thì tôi phải nhắc lại. Bây giờ chúng tôi đồng ý là Quỳnh sẽ lên Lê Tân chợ và anh Hải sẽ không anh xuống. Như vậy là anh không ấy, hồi nãy anh nói để anh Hải chở em, bây giờ không, anh kêu là anh Hải đến rồi anh chở dừng không. Nói với Hải bây giờ cả em với cả anh Hải cùng thống nhất là anh em mình đi đến đó đúng không, không chạy lung tung, không đi đâu đúng hết rồi. Đi đến không, đó và đứng đó ở đó đợi nếu cà phê cũng được, bây giờ muốn đi uống cà phê anh cũng được, xem xong em quay uống cà phê ngồi trò chuyện đó được chưa? Ok, thì dưới đó cũng có cà phê mà. Nếu vậy thì nếu như vậy thì nếu như vậy thì tất cả những người gọi mình cũng phải đi uống cà phê cùng với hai anh này, như vậy mới đúng đúng không? Nếu vậy thì nếu như mà hai anh rủ em đi uống cà phê mà em Thủy ở chỗ kia thì em phải nói là em đang ở cà phê đó để mọi người cùng tới chứ. Thôi bây giờ cứ xuống anh chờ xem, bây giờ xuống nếu không có thì em alo sau nhá. Rồi rồi được rồi, bây giờ không có xuống ở đó, không có xuống ở đó. Sao giờ đổi ý Hữu xuống cái đó anh? Em xuống cái đó là không được. Ý hai anh vậy cười quá. Đừng anh nghe nói Quỳnh đã nói với anh. Thôi bây giờ em con xuống đó anh Hải. Không, nhưng mà anh... cái này là Hải, cái này mình nói với Quỳnh rất là chân thành, tại vì mình với chỗ bà già, chỗ Quỳnh là mình đã là chị em với nhau mình biết, cho nên đó mình cũng khuyên một điều khuyên chân thành. Không nhưng mà anh mới nói vì sao là cái đó nó không ổn. Tôi nói xuống nó là không ổn mà. Bây giờ vấn đề là bây giờ người ta biết là lên trên mạng nó như vậy, tụ tập như vậy là xuống mà nó thế này kia không hay. Tôi nói trước cái đó, cho nên không phải là không phải nói rõ. Đó là hôm nay tôi đã nói rồi. Mà hôm nay tôi nói tôi chạy tới nhà của Quỳnh rồi, mọi người thôi để anh uống cà phê, gọi anh Hải đến luôn. Nó kêu Hải hứa với Hải đi rồi tôi lên uống cà phê. Thế thôi chứ có gì đâu. Thì đúng là thế thôi thì đúng không? Rồi, thì bây giờ mình nói là mình hẹn mà. Bây giờ mình nhận lời uống cà phê bên này á. Nhưng mà không phải. Hôm trước anh mời em thì em nói rồi là ảnh mời em, nhưng mà vì ảnh mời sau khi em hứa với mọi người, em đã hứa với mọi người thì em phải giữ lời với mọi người trước rồi em mới đi uống cà phê với ảnh. Bây giờ là điều đình là em ở đó đến 8 giờ rưỡi rồi em đi cùng với ảnh đi uống cà phê, và nếu ai gọi em thì em bảo là em đang ở cà phê đó, mọi người cùng đến. Như vậy có phải là hai bên cùng giữ chứ không chỉ vì công việc của anh rồi còn bên này sao không phải xuống đó nó không. Nếu bình thường á, nếu bình thường cái chuyện bình thường là các bạn, nhưng mà xuống đó là chuyện tôi nói mà. Thì bây giờ em chưa làm gì mà nói là ảnh hưởng thì cái đó là đe dọa rồi còn gì nữa. Thì đã mình đã nắm được điều đó cho nên mình nói đừng để mình xuống đó. Anh chỉ nói với em một điều như vậy thôi, đừng có nói nhiều nữa. Bây giờ tóm lại là có... Bây giờ anh chở em đi Tân Hạnh. Đi đâu? Đi xuống đó. Đi xuống đó. Không, anh không tin anh, giờ em hết tin anh rồi. Em phải để anh Hải chở em đi xuống đó. Rồi em đi với anh. Em không tin anh thì sao ấy được, anh chở em đi đàng hoàng. Không. Cái gì anh nói từ chưa giờ nói dối em điều gì đúng không? Không đúng em... Không, nhưng bây giờ nếu mà xuống cái đó rồi sao? Ví dụ bây giờ anh đang chở mình đi xuống cái đó rồi xong xuống 5 chai xem 5 phút xong đi. 5 phút rồi không... Cái phải đúng giờ hẹn rồi mình có gì mình nói với người ta một tiếng. Đúng rồi, em phải nói với người ta. Em có bệnh á, em có bệnh em bất tử cái gì em phải nói. Đã nhiêu cuộc điện thoại làm sao em gọi được, và kể có những người ta không có gọi điện thoại cho em mình sao? Phải xuống cái gì đó. Không, em bây giờ để anh nói là hôm nay không gặp nhau đúng không? Anh phải cho em đứng ở đó em nói với mọi người là bây giờ em không có gặp mọi người được vì em phải đi cà phê. Em ngay cả lý do là em nhận lời người khác, em hủy cuộc hẹn với mọi người thì em cũng phải có lý do. Nếu như vậy á thì bây giờ em xuống đợi đến giờ đó thì mất thời gian đúng không? Giờ mấy giờ rồi? Có nửa tiếng, bây giờ đi xuống đó là đúng giờ rồi còn gì nữa. Còn gì nữa thế này. Cứ đi anh chở đi rồi đi. Anh chở. Không phải anh Hải chở. Thôi đó anh thấy không, tại sao? Anh chở đàng hoàng xuống đó là mà không sao hết. Thì anh chở em. Anh chở đi đâu hết á. Anh Hải chở em thì hai anh đi hai bên thì cũng khác gì đâu. Anh sợ mình chạy sao vậy? Không chạy sao được. Anh không chạy được gì thì thôi thì ai chở cũng được chứ đâu không chạy. Thì anh cứ để anh Hải chở em đi. Trên đường đi anh còn những chuyện nói chuyện với em nữa. Ngọt ghê, tí nữa đi cà phê thiếu gì chuyện để nói là phải trên đường đi. Từ lúc đây từ đây xuống là có việc. Anh nói với em xuống. Anh đi thế nào? Anh chở em đi sao? À thì anh chở ra. Cái đó do em chứ em thích. Giờ em nói anh chở em lại không chịu thì sao? để tôi chở trên đường, tôi còn có những việc nói riêng. Không, rất quan trọng. Tôi rất quan trọng cho hai ông, cho Hải với lại cho Quỳnh. Tôi nói quan trọng mà không hiểu, cho nên là cái này là không ấy đâu. Em nghe ạ? Dạ vâng, cho chị em gọi lại sau ạ. Đi, nhất trí thống nhất đi. Không, thống nhất nào được, em đi với anh Hải, anh đi cùng thì xuống đó em đi cùng anh luôn. Đó là em nhận là coi như là cả hai bên là, tức là em rất là dịu dàng nhẹ nhàng rồi, còn chẳng chuyện anh kêu em đang đi gì anh kêu em không đi nữa là thôi, bây giờ nó quá vô lý rồi đó. Anh nói chỉ một cái điều là xuống đó là nó không ổn cho. Nhưng mà bây giờ em chưa xuống làm sao biết chuyện không ổn mà anh nói em không ổn, em chấp nhận chuyện không ổn đối với em thì anh phải nói gì nữa, em không cãi, nhưng mà tại anh cứ làm em cứ phải nói lý lẽ, em không có thích nói lý lẽ đâu. Bây giờ thống nhất là bây giờ anh chở em đi đó, đấy rồi cho nó ăn vào rồi không. Hải cứ yên tâm đi, cái tại vì ai cũng vậy thôi, nhưng mà mình chở trong cái đường thứ nhất là mình có cái việc mình nói. Anh chở em cũng rồi, xong rồi cái gian quá anh đi cùng với em. Không quá đó, rồi Hải sẽ hiểu. Dòng cái chỗ gì cái chỗ trượt cầu á, bữa nay em dẹp nó đoán cửa thiết gì chạy mút xuống Hải Phòng, cứ chạy vòng vô cái đường như trên trong đó. Rồi vậy anh đi cùng mọi người. Đẹp gì là tốt. Nói gì mà có anh, em đang đi anh về về em thấy anh là cái này hành xử nó làm sao á? Sao vì anh nói trên thành hôm nay vừa bữa mà. Trấn Thành đi Trấn Thành chứ. Là em được gặp chuẩn bị đấy rồi. Không, nhưng mà em cũng nói với anh là em nhận lời anh sau người ta rồi còn gì. Về ok rồi.